xin chào các bạn nhà tiên văn minh trung hoa à, mình tin rằng đối với đa số người tiểu sẽ nghĩ đây nho giáo khi à, nhớ nho giáo là bản chất của văn minh trung hoa à, theo mình ý kiến như vậy à, nói chung là đúng nhưng nói cụ thể thì chỉ có đúng một phần thôi theo chủ nghĩa dân tộc của người trung quốc bây giờ à, văn minh trung hoa không bao giờ bị gián đoạn là một văn minh có lịch sử năm nghìn năm tất nhiên à, đó là thần thoại chính trị của họ à, họ muốn tin vào gì thì tin vào gì đây và theo công nhìn của một người nhà nghiên cứu lịch sử À, chúng ta có thể phát hiện văn minh Trung Hoa ít nhất từng có trải qua năm lần sự thay đổi lớn. Một sau năm một chín một, một chế độ đế quốc Trung Hoa bị biến mất. Hai sau nhà Minh được xây dựng chế độ đế tấn bị biến mất. Ba sau thời đại Tam Quốc chế độ Kiều kinh bị biến mất. Bốn sau nhà Tấn được xây dựng chế độ phong kiến bị biến mất. Năm sau nhà Chu được xây dựng chế độ cúng tế cung nghỉ cho thần linh bị biến mất. Nho giáo được coi là tư tưởng chủ lưu của văn minh Trung Hoa, à thật ra đó là một hiện tượng sau nhà Hán mới xuất hiện, đặc biệt là vì có chính sách tung sổ nho giáo của Hán Vũ Đế, à trong nhà Hán nho giáo chỉ là một trong những ý thức hệ, à hay là một trong những học vấn trong thời đại Xuân Thu Chiến Cụ, và trước thời đại Xuân Thu Chiến Quốc à không có một học vấn đặc biệt gọi là nho giáo, à hay nho học, à nhưng có một công nghệ gọi là nho. Vì các bạn coi chớ nhọ trong sắc quốc văn, à, cái này là hình dạng nguyên thủy của chớ nhọ, à, khi bắt đầu chớ nhọ không có bộ phận này, à, chỉ có bộ phận này, à, ở dưới là một công nghệ, ở trên là nợ. Thế ý nghĩa của chớ nhọ là gì? Có hai loại giải thích, một công nghệ đó tăng cổ mơ, hay công nghệ đó tăng đi tắm. À, dù sao dù là cầu mơ hay đi tắm, đều có một kết luận giống nhau đó là ý nha nguyên thủy của nhọ là chỉ những người tiểu khiển nhi lễ cúng tế ngài xưa khi cầu mơ phải cúng tế và trước khi cúng tế phải đi tắm à, làm bản thân mình sạch sẽ à, mới có tư kết cúng tế cho thần linh. Nói đơn giản là khi bắt đầu Nho là chỉ một công việc điều khiển nhi lễ cúng tế. nhưng mà sau thầy đại xuân thu chiến quốc, Nho trở thành một ý thức hẹn à, theo ngôn ngữ hiện đại. Trong thầy đại xuân thu chiến quốc, nếu có một ai nào đó giới thiệu mình cho người ta rằng tôi là một người theo Nho giáo. Ờ, thì ý là ngày đó là một ngày theo chủ nghĩa bảo thủ, à, hay là một ngày theo chủ nghĩa truyền thống. OK, nho vốn là chỉ công việc điều khiển nghi lễ công tế. Mình tin rằng à, các bạn đều biết trong thời đại nhà Chu là theo chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến ý là có một thiên tử nhà Chu sắc à, phong tất tay cho nhiều chư hầu. Tức vị của chư hầu có ba đẳng cấp: công, hầu, bá. Mỗi chư hầu được thiên tử nhà chú sắc phong một tước tay và xây dựng một thành băng ở trên tước tay đó. À, thành bang này gọi là quận. Một thành bang là một quốc, à, khi bắt đầu có nhiều thành bang à, cũng có nhiều quốc. Theo nguyên tắc của chế độ phong kiến, à, tất vị của chế hậu à, chỉ có thể chuyển giao cho con trai cả của vợ cả. À, thì ý là quyền sở hữu phong quốc của mình chỉ có thể chuyển giao cho con trai đầu tiên của vợ đầu tiên. Và đối với công trai khác, à, chế hậu cũng có thể sắc phong tất tay xung quanh của phong quốc cho họ. À, cho nên họ cũng có phong tiệc, cũng có tất vị của mình. À, nhưng họ không phải là chế hậu mà gọi là Kinh Tài Phu, Hồ cũng có thể chuyển giao tức vị Kinh Tài Phu và phong tỉa mình cho con trai cả của bờ cả. Và đối với con trai khác, à, tăng tiện không có phong tỉa tờ sắc phong rồi. Nhưng mà họ vẫn tờ người ta coi là thuộc về tầng lớp quý tộc họ tờ coi là sĩ. Tại vì họ có tờ giáo dục sáu môn Hồ vấn, coi là lục nhẹ. sau môn Hồ vấn là nghi lễ, âm nhạc, bán cung, cưới ngựa, dừng chớ và toán học vì họ có học tập sáu môn khổ vấn này cho nên họ có tư kệ và năng lực đi làm quan hay là làm chỉ huy của binh lính thiên tử chơi hồ khen tài phu và sĩ họ là tầm lớp quý tộc và lẽ thời ra chỉ những quy tạ duy trì tiểu vị quý tộc của họ à, một ngày biết lẽ thì là biết mình tăng ở vị trí nào trong trực tờ quý tộc và biết mình phải làm thế nào mới phù hợp với vị trí của mình trong đó họ vấn về nghi lễ cúng tế rất quan trọng OK, chúng ta thường nói quốc gia, nhưng mà ai cũng biết rằng quốc không phải là gia. Sở dĩ nói quốc gia là bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến của nhà trụ quốc vốn là chỉ thành bang của thiên tử và chư hầu. Đối với thiên tử và chư hậu chỉ có công trai cả của vợ cả mới có tư cách kế thừa quốc của bố trở thành quân chủ. Và những quan chức hai tướng quân của quốc đều là những quý tộc mà thuộc về gia tộc giống nhau với quân chủ và trong nghi lễ cúng tế tổ tiên quân chủ chủ trì nhi lễ, và các quý tổ đều có tham gia, tại vì họ cũng là hậu truyện của tổ tiên của quân chủ cho nên quân chủ cũng là tộc trận của gia tộc, nói tân dành là một quốc gia ý là một gia tộc quý tổ quân chủ của quốc bằng với tộc trận của gia tộc cho nên mấy nói quốc gia quốc là liên kết với gia một quốc gia bằng với một gia tộc quý tổ đó là nguyên tắc cơ sở và quan trọng nhất của chế độ phong kiến tiêu diện một quốc gia y là tiêu diện một gia tộc à, nhưng mà không có ý là sát hại tất cả thành viên của gia tộc à, ý là phế chuột địa vị của một chơ hậu à, chơ hậu mà bị phế chuột à, không có phong quốc chuyển giao cho con trai cả à, cũng mất đi năng lực chiêu tập các quý tộc để cùng nhau tổ chức nghi lễ cúng tế tổ tiên à, ý là gia tộc này à, bị giải tán à, các bạn thấy khi các quý tộc không có cùng nhau tổ chức nghi lễ cúng tế tổ tiên à, thì ý là gia tộc của họ bị giải tán à, cũng có ý là quốc gia của họ bị giải tán nhưng mà rất đáng tiếc tại vì 300 năm sau nhà Chu tờ xây dựng có nhiều chơ hậu quốc bị thông tính có nhiều gia tộc quý tộc bị giải tán chế độ phong kiến bắt đầu sụp đổ chế độ tăng cấp quý tộc bắt đầu sụp đổ theo ngôn ngữ khi đó chế độ lễ bị sụp đổ tại vì lễ cũng là chỉ quy tắc của tăng cấp quý tộc đó chính là tình hình của Xuân Thu Chiến Quốc trong tình hình như vậy, chế độ cũ bắt đầu sụp đổ, chế độ mới vẫn chưa hình thành, có nhiều tơ tầm mới và ý thơ hệ mấy xuất hiện, có nhiều người muốn tìm ra biện pháp giải quyết tình hình bối rối của xuân thu chiến cuộc. Theo tác giả của sử ký Tơ Má Thiên, những ý thơ hệ trong khi đó có thể được tổng tạo lại 6 cái, âm dựng, nho mạng, danh, phạm và tạo các bạn thấy à đánh xuân thu chiến quốc nho mấy có ý là một ý thức hệ à trước khi đó nho và chỉ học vấn về nghi lễ cúng tế thế tại sao nho trở thành một ý thức hệ đối với những người thấu hiểu học vấn về nghi lễ cúng tế họ tất nhiên cũng là những người thấu hiểu quy tắc của chế độ tăng cấp quý tộc tại vì trường hợp mà có thể thể hiện tinh thần của chế độ tăng cấp quý tộc à, chính là nghi lễ cúng tế tổ tiên của trư hậu quốc cho nên đối với họ cũng rất tự nhiên là họ sẽ phản đối chế độ tăng cấp quý tộc bị sụp đổ À, cho nên trong khi đó, à, nếu có một ai nào đó Từ người ta gọi là nho sĩ hay nho sinh à, Có hai ý nghĩa Một, những người thấu hiểu chế độ tăng cấp quý tổ hay những người ủng hộ chế độ tăng cấp quý tổ Và những ý thế hệ mà không ủng hộ chế độ tăng cấp quý tổ Đều không phải là nho à, Ví dụ Pháp giá chủ trân rằng trực tiếp tiêu diệt tăng cấp quý tổ à, Ví dụ mặc Giá à, chủ trân rằng ai ai đều có tơ kết làm quan à, Không hẳn là những người xuất thân từ quý tổ Ví dụ Âm Dân Giá à, chủ trân rằng cuộc quản lý quốc gia phải nhờ sự quan sát thiên văn và thuật bối toán. Ví dụ, danh gia ở chủ trương rằng cuộc quản lý quốc gia phải nhờ sự làm rõ khái niệm và biện luận. ví dụ, tạo ra ở chủ trương rằng cuộc quản lý quốc gia phải nhờ sự quan sát sự thay đổi của các thế lực xã hội. Trước nhà hắn đa số người trí thức là thiên về tạo ra hay pháp gia nhiều hơn, à, thấy nhô giáo quá bảo thủ à, không phù hợp với tình hình thực tế dù sao sau nhà Han thực xây dựng chế độ đẳng cấp quý tổ đã bị biến mất rồi và những người thấu hiểu nhi Lê Công Tế tất nhiên là không thể chủ trương quay trở về chế độ đẳng cấp quý tổ nữa vì muốn sinh động hoặc có hấp thu ý thức hệ khác để thay đổi ý thức hệ của mình để đưa ra chủ trương mà phù hợp với tình hình thực tế nhiều hơn trong đó, học vấn của âm dân gia được hấp thu nhiều nhất à, Âm dân gia là phát triển từ thiên văn học Vào ngày xưa, những người thấu hiểu thiên văn học có trách nhiệm dự đoán thời tiết à, Theo ngôn ngữ khi đó, sự dự đoán thời tiết được coi là dự đoán âm dân Âm ý là nhiệt độ đi xuống Dân ý là nhiệt độ lên cao Và sau đó, những người thấu hiểu thiên văn học lấy thiên văn làm căn cứ để giải thích nhiều thứ à, Thậm chí, chủ trương rằng nhưng sự và thiên văn là ảnh hưởng với nhau Và nhô giáo nhà Hán chính là hấp thu âm dân gia lấy thiên văn học để giải thích chế độ dân sự và đưa ra một ý thức hệ là phù hợp với tình hình thực tế nhiều hơn. À, đó chính là những mình rằng mỗi người đều nên trung thành với hoàng đế, ủng hộ một chính phủ trung âm tập quyền. À, cho nên à, mấy các bạn chú ý, tư tưởng của nho giáo nhà Hán là rất khác biệt với nho giáo trong Xuân Thu Chiến Quốc. À, tại vì nho giáo của Xuân Thu Chiến Quốc là ủng hộ chế độ đẳng cấp quý tộc, chế độ à, lễ trong khi đó ý là chế độ đẳng cấp quý tộc. À, còn trong nho giáo nhà Hán, chế độ lễ ý là chế độ tôn sùng một hoàng đế và tại vì sau nhà Hán các triều đại của Trung Quốc cũng là thiên vệ xây dựng một chính phủ trung ân tập quyền cho nên nho giáo luôn luôn từng ngày thống trị ủng hộ và quảng bá và dần dần trở thành tư tưởng chủ lưu của văn minh Trung Hoa à, mà dù nho giáo mà họ ủng hộ không phải là nho giáo mà khủng tử ủng hộ hay là nho giáo không có các bạn thấy à, đó chính là một chuyện rất đáng tiếc. Thật ra thầy Xuân Thu Chiến Quốc là thầy tại có tính sáng tạo nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc và vì sao nhà Hán vì quá tung sống nho giáo có nhiều tư tấn tinh vi không thể phát triển và truyền giáo cho nên ở à, bằng Trung Hoa có một xu hơn là càng ngày càng hầy hợt và trong video hồi viên mình sẽ nói về những tư tấn tinh vi của tàu giáo không phải là tàu giáo à. hy vọng có thể gặp bạn trong video hồi viên cảm ơn